Buka cũng là người đã từng tập luyện đu dây rồi các cái thể loại hình xiếc nữa, cho nên chắc chị Buka cũng hiểu cái này rõ. Dạ, thực sự em mê mấy cái này lắm. Em mê những cái mà tạo hình nghệ thuật nhào lộn hoặc đu trên không. Đu trên không là xiếc rồi, còn cái thể dục nghệ thuật này á là tạo hình ở dưới mặt đất, nhào lộn, ép dẻo các kiểu. Thì em rất là mê, rất là thích. Có một thời gian em cũng đi học ép dẻo, nhưng mà chưa sát đất lắm, nhưng mà cũng gọi là một sự cố gắng cho một cái con người hơi cứng như em. Nhưng mà em vẫn quyết tâm và có thể làm được, cho nên là nếu như mà có cơ hội á, em sẽ thử học lại một lần nữa và em sẽ tạo hình cho anh coi. Em muốn tạo hình gì? Hình trái tim. Ủa, hình trái tim. Ủa, hình trái tim ấy à? Em cũng biết làm á. Ôi, em thật là trí tuệ Puka. Thầy đi học được nhưng em đừng đi dạy. Thì đó, em đâu có cần dạy đâu, em chỉ cần thầy đi học thôi. Chỉ cần thầy để học thôi. Chỉ cần thầy để học thôi. Chị làm gì tự nhiên cái giọng điệu của chị nghe nó bắt đầu hả hơi lả lơi rồi nha. Và Puka. Dạ. Em có muốn học không? Dạ, em muốn học cách làm vợ. What? Em muốn học cách làm vợ. Em muốn học cách làm vợ. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Thầy dạy cho tuổi mới lớn, đúng chứ rồi. Không phải dạy cho tuổi lớn lâu mà chưa trưởng thành. Đúng rồi. Chị ơi, chị qua tuổi chị lớn tuổi rồi. Chị mới có 12 tuổi à. Mới có 12 tuổi à. Mới có 12 tuổi à. Học kỹ năng làm thế nào để có người yêu, kỹ năng làm vợ, xong học piano, học cả thanh nhạc, xong thế đâu bảo là học cả thể dục nghệ thuật. Dành cả cuộc đời đi học không làm được cái gì hết. Chị chỉ cần học làm người tốt thôi là quá đủ rồi chị. Yeah. Xong đúng cái không? Đó em dạy.